Cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Là mình JDP đây. Hôm nay đã là ngày 18 tháng 12, cũng là bắt đầu đến những ngày gần cuối năm. Đấy là bắt đầu thời điểm để cho những cái gọi là GN Party với cả những cái cuộc họp cuối năm của các công ty cũng như các hội nhóm. Và tất nhiên là nhóm mình cũng không ngoại lệ. Và bây giờ mình đang trên đường đến điểm tập kết quen thuộc của đa số các hội nhóm ô tô trước khi đi đâu đó, đó là Trung tâm Hội Quốc gia. Và hôm nay thì nhóm ADVS bọn mình cũng có một chuyến đi đến Đà Bắc. Đi đâu ơi? Đấy, và hôm nay bọn mình thì sẽ có một chuyến đi đến Đà Bắc, là đi trong ngày thôi. Anh em sẽ đi lấy ăn uống, và chủ yếu là ăn uống. Còn ai thích làm hoạt động gì thì lên đấy, thì có gì hay ho thì mình sẽ quay sau nhá. Giờ thì đi thôi. Anh em đang ngồi nghỉ ăn sáng. Cái bát này không biết là quay lên các bạn nhìn khơi giống được cái độ to của nó không, nhưng mà nó to vãi rồi đây. Và mình vừa ăn sáng nhá. Thì quán của mình ăn sáng là bún bò Huế Ngự Bình. Thì chỗ này là kiểu vừa hết cái đoạn khúc cua qua khỏi cái đường cao tốc Thăng Long ấy. Thì một tô to oanh như các bạn xem hôm nay thì chỉ có giá là 40.000 thôi. Topping thì cũng ngập mặt luôn. Và đây là đoàn xe của mình hôm nay. Thì đa số là FZ, có một chiếc Lux 390 và chiếc XR của mình. Đấy. Thì cái cung Đài Bắc này thì bọn mình đã có chia thành hai nhóm. Một nhóm là chạy trước lên đấy từ chiều hôm qua để ngủ nghỉ ở trên đấy luôn, ăn nhậu. Còn nhóm bọn mình thì do cái việc bận nên là sáng nay mới xuất phát được. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường để đi thẳng đến thành phố Hòa Bình và sẽ hội nhóm với cả tốt còn lại. Rồi anh em sẽ chạy lên Đà Bắc. Biết một chiếc xe đi tour ấy mà mọi người thích lên xe lớn để làm gì không? Đấy là vì cái tình huống như hôm nay đấy, mình cần một cái lực kéo nó đủ khỏe và độ vọt nó đủ nhanh để một phát mình vượt xe những chiếc xe dài như này. Thế nên là đúng là nếu mà đi vượt bình thường ở Việt Nam ấy thì 150cc là đủ. Thế nhưng mà xe lớn thì vẫn nó sẽ có những cái lợi thế của nó. Giả sử như giờ xe mình mà muốn vượt ấy thì sẽ phải tìm một cái đoạn nó thoáng hơn mà nó cần cái quãng đường nó sẽ có thể dài hơn như lúc nãy. Đấy, hàng ví dụ như chiếc 390 thì chỉ cần vít ga một cái là xong. Bởi vì là cái dòng Lux 390 thì KTM Lux ấy thì nó có cái độ vọt và nó khá là nhanh. Thì mình thì vừa có thêm một chiếc CB500S nhập đoàn. Đó, chiếc CB500S đấy. Bây giờ thì mình còn cách điểm hẹn khoảng độ chắc là khoảng gần 20 cây. Cái đoàn kia thì cũng đang trên đường lên đấy rồi, vì mọi người là hôm qua là kiểm định cắm trại ấy, nhưng mà bể kế hoạch do là hình như nước sông Đà người ta xả độc nên là nó bị ngập. Đây là lần đầu tiên mà mình đi Đà Bắc nhá. Có một buồn cười một cái là mình đi thì cũng có gọi là đi nhiều. Đi cũng chỗ như kiểu Hà Giang rồi Đông Tây Bắc rồi Tây Nguyên mình cũng đi rồi.
nhưng mà những cái chỗ mà nó gần gần loanh quanh khoảng tầm 100 cây đổ lại tính từ Hà Nội ấy thì chắc mình đi được Ba Vì. Với cả Tam Đảo mình cũng chỉ lên đúng một lần thôi, còn là Bắc thì đây là lần đầu tiên. Và team anh em mình ấy thì mọi người cũng bởi vì một phần thì cũng là công việc ấy, thế nên là nhiều người không phải có thời gian để đi những cái quãng đường hay những cái tour nó xa, nên là mọi người biết khá là nhiều những cái chỗ mà có thể đi trong ngày được gần Hà Nội. Thì thỉnh thoảng mình tham gia những cái tour kiểu đi trong ngày như này cũng vui. Đấy, chủ yếu anh em đi thì gọi là giao lưu với nhau, cà phê, ăn uống. Tất nhiên là cũng không thể tránh được là có tí rượu, nhưng mà uống rượu xong thì vẫn nghỉ ngơi một tí rồi mới lái xe. Hiện tại là mình đang thu âm và không dùng mic, tức là dùng chính cái mic ở trên thân của con Osmotion luôn. Bởi vì sau cái tour đi Hải Phòng ấy thì mình thấy tiếng đang bị to quá, đang hơi rẻ. Lý do là mic quá nhạy các bạn ạ. Mic nó nhạy quá nên là mặc dù mình đã để cách miệng một đoạn nhưng mà tiếng vẫn bị to, nên là đôi khi cái gì quá cũng không tốt nhỉ. Cái đường Hà Bắc này nếu mình nhớ không nhầm thì cũng hay bị sạt lở đấy. Những cái đoạn mà vừa đi qua ấy thì cái đợt mà mình dựng video cho team Moto Guzzi với cả team Aprilia rồi đấy họ đi thì là đoạn đấy là đoạn bị sạt, sạt cũng tương đối nặng. Đường đi Hà Bắc thì mình nghĩ là cũng không quá khó, nó lên dốc cũng nhiều, xuống dốc cũng nhiều. Đường thì nó sẽ hơi hơi gồ ghề, nó không bằng phẳng đâu. Đoạn đầu thì đẹp nhưng bắt đầu để đi vào Đà Bắc ấy nó sẽ hơi là gồ ghề. Úi giời ơi, cái này phải để lít trách lại nha. Để xe mình thì đi cũng ok đấy, nhưng mà phục sau xe mình nó đang xỉ dầu, chưa kịp, trước khi đi chưa kịp thay. Quay đầu à? lít này không uy tín rồi. cái đường vừa rồi thì theo như anh lít anh ấy bảo thì vẫn đi được, nhưng mà nó sẽ khá là dốc. Và thôi thì hôm nay anh em đi cũng ưu tiên nhẹ nhàng với các cả chị em nữa, nên là thôi quay đầu đi đường kia vòng thêm một đoạn vậy. Nói thật thì mình, giả sử mình đi một mình thì mình cũng chẳng ngán đâu, thế nhưng mà đấy thì một phần là mình đi cùng vợ ấy, với cả là xe mình thì phục sau nó vẫn không ổn lắm, nên là thôi. Đấy, mình đã đến được nơi rồi. Đây, team thứ hai đã lộ mặt. Vô cơ mà. Vô này ra. Bạn đi đâu? Cam hồ. Hồ hôm sở Tây. Team thứ hai đã lên rồi đây. Anh ơi, team bánh đi đổ rồi anh. Bánh đi đằng sau ấy. Đây. Bạn đi. Hello anh. Team B125. Hello em. Đây. Bạn đi độ phun thùng. Chuyện này thì mình sẽ làm review luôn nhá. Anh em đã tụ tập đông đủ rồi. Tí nữa tổ chức à, ông Loan nhá. Ui giời, ăn tè mồm rồi. Ăn cái gì? Ăn cá, gà. Chung hôm qua là anh em cố chua rồi gà rồi nộm rồi. Ăn ngon ngủ ngon nhưng mà thôi, mời mọi người nhá.
sau buổi trưa ăn uống ngủ nghỉ. Một đội thì tách lên trên kia có cái hàng. Thì bây giờ mấy anh em con trai là bắt đầu rủ nhau đi ọp. Bây giờ mình sẽ quay lại cái con dốc mà lúc nãy đi nhầm ấy, mà phải quay đầu ấy. Đấy, thì mấy anh em sẽ nghịch sẽ đi lên đấy, thì nó chỉ là một đoạn dốc ngắn thôi. Thì nhưng mà cũng bởi vì xe thì cũng đa phần ép đét chứ không phải là cào cào, nên là có chỗ nghịch là vui rồi. Đấy, thì anh em sẽ lên đấy nghịch một lúc xem là con dốc đấy dẫn đến đâu. Sau đó là sẽ quay về nghỉ ngơi, và chiều thì sẽ lên một cái đỉnh bằng để chụp ảnh sau. Thì bây giờ là cứ chơi đã. Hy vọng là mình không bị oản. Ui, dốc dài phết. Đến đây. Đấy, bắt đầu lên rồi đấy. Đây rồi. Chúng ta đã có pha đầu tiên. Đi mấy cái đường như này thì xe nhẹ nó sẽ có lợi thế hơn. Lên luôn, một cái lên luôn. Nó nặng quá anh ạ, với cả lốp nó không bám. Chính ra đường này mấy con nhẹ nhẹ như xe anh leo lại dễ. Đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đoạn kia chắc mọi người lên được hết. Dốc kia căng đấy. Thank you.
Quả nãy tôi bị trôi nhầm, đạp nhầm về mò, cày đấy. Lên đi, lên đây, lên đây. Đi bên này rộng này. Gà mạnh lên, gà mạnh lên. Mạnh lên, gà mạnh lên. Không lên được. Này không lên được. Không có đà. Ui giời ơi, ui giời cày. Ui giời bụi. SZ500X. Trời đẹp thật. Cái đường này thì mình hình như anh ấy bảo là đi vào cái hang gì ấy. Ui giời ơi bụi. Vào cam của tao rồi. Chính ra chiếc XR của mình ấy thì nó hơi đuối tí khi mà chạy tốc độ cao, nhưng mà những cái đường mà nó cần một tí gọi là sốc nổi với cả linh hoạt một tí thì chiếc này vẫn đáng giá. Thế nên là các bạn chọn xe thì cũng như mình cũng có chia sẻ trong cái việc mà chọn chuẩn bị trước khi đi tour ấy, thì cái việc mà chọn cái thể loại hình cái tour nó phù hợp với cái xe của mình nên nó cũng là một điều để các bạn cân nhắc. Thực ra thì nó chỉ là cái thông tin để các bạn tham khảo thôi, chứ còn đã máu thì đấy, CB500F này cũng lên đây đi đu các kiểu theo bọn mình luôn, vẫn chả có vấn đề gì, nên có anh em đi cùng thì nó vẫn an tâm hơn và nó cũng vui. Tất nhiên là những cái kiểu đổ ngã thì không thể tránh khỏi, nhưng mà nó là cuộc chơi mà. Thế thì mình cũng chia sẻ thật với các bạn là mặc dù mình chạy cào cào thế, nhưng mà mấy cái đường cửa này nếu mà không có anh em đi cùng thì thực sự mình cũng khá là ngán. Bởi vì là mình không biết là cái video này lên thì lúc đấy cái video mình chạy tour đã lên chưa, thì lúc đấy thì các bạn sẽ rõ hơn là cái công việc của mình đang làm. Giờ mình chạy tour nhiều cái đường nó rất là khủ khoằm, nên là nếu mà bản thân mình đi tour thì nó thật là mình không phải là người ham hố off-road như các anh em khác, nhưng mà hay mình hay nói đùa là đi làm ăn hành đủ rồi, đi chơi chỉ cần đi tour nhẹ nhàng thôi, nhưng mà đi cùng anh em máu này mấy cũng quất. Cơ bản là ngã thì vẫn có anh em support đấy. Nên là cũng vui. Đấy, đường mình đang quay đường xuống đây. Nói chung là qua camera thì nhìn cái độ dốc nó sẽ không bằng, mình nghĩ là không bằng được 50% lúc mình nhìn trực tiếp ấy. Nhất là cái đoạn mà mình vừa xuống lúc nãy. Được chưa?
Úi giời ơi. Cẩn thận cục đá bên này nhá. Đường này xuống thì dùng phanh sau nhiều hơn phanh trước. Đường này nếu mà phanh trước liên tục thì nó sẽ bị lết. Ok anh. Lúc nãy anh có quay à, đây có. Vẫn đang quay. Từ từ đã. Xe cái này ra cho cái máy khác đi video ấy, không có mất máy rồi. Chị bảo ta chưa? Mất đó. Mất. Không mất cái điện thoại ấy. Ừ vậy. Điện thoại tháo điện thoại ra để trên yên này, xong rồi lắp xong rồi cứ nhảy vào đi mẹ luôn. Điện thoại rơi lắp lắp không biết. Cái câu chuyện nó có xe đằng sau ấy. Nói chung là sau chuyến này mình lại thêm yêu chiếc XL của mình hơn. Nhỏ nhỏ xinh xinh, yếu yếu nhưng mà đủ dùng. Còn cái vấn đề mà về lên lên ấp máy 185 với cả 200 ấy, thì sự mình có cũng có nghiên cứu nhiều và cũng có nghe ý kiến từ nhiều thợ. Thì nói chung mỗi người mới ý thì chắc là mình cũng sẽ không lên đâu, mình vẫn để dính chạy. Còn lý do vì sao thì chắc là sẽ có dịp khác thì mình sẽ nói kỹ hơn. Giờ bọn mình tiếp tục đi đến một nơi gọi là Bản Sưng, khu du lịch cộng đồng Bản Sưng. Ra cái khu Đà Bắc này có nhiều chỗ thú vị phết. Thì có điều là như này nhỉ, nếu mà các bạn đi sport với cả neckbike thì đường nó không quá là đẹp. Nó chỉ có một đoạn thôi. Còn lại thì đường nó cứ kiểu đá răm liên tục nhiều như này. Và nó không quá bằng phẳng. Có khi ngoài bản lác này với cả ở ngoài bản lác ra thì đây là cái địa điểm thứ hai thuộc Hòa Bình mà mình được đi. Chứ còn trước thì chắc chỉ một phát đóng thẳng lên Mộc Châu. Chứ còn thuộc Mai Châu thì có cái bản lác thì chắc là chỉ có khi mình đi tour ấy, để đi tour công ty ấy thì mới ngủ đêm lại tại đấy. Bọn mình đang ở một cái mô đất nhô ra ở chỗ Hồ Hòa Bình. Thì lúc nãy là định hình như là định là xuống sát chỗ với hồ đâu đó đằng kia cơ, nhưng mà nước nó lên ấy nên là không nước nó lên nên là không xuống được, nên mọi người quyết định là đi ở đây để chụp ảnh. Thì sau tiết mục này thì có thể là sẽ có tiết mục đi thuyền, thì ai thích thì đi, còn ai thích nghỉ thì cứ nghỉ thôi. Cái quãng đường mà đi từ chỗ homestay mà về chỗ này ấy, thì đường nó khá là xấu. Nó có nhiều đoạn đá răm nhiều, cua nhiều. Đá hộc thì không có đâu, nhưng mà nó kiểu nó đi nó cứ bị mấp mô nhiều ấy, lồi lõm. Cẩn thận rơi mũ nhá. Đấy,
đấy, mình nghĩ là cái tuyến đường này mà các bạn chạy trong ngày cũng ok đấy, khá là hay. Giờ bọn mình bắt đầu trên đường về rồi, vì là cũng không đủ thời gian để cho đi thuyền nữa nên bọn mình quyết định là đi về luôn. Thời tiết hôm nay đi đúng là quá ủng hộ luôn, rất là đẹp. Để các bạn cũng nhìn đấy, trời coi như bắt đầu nắng vàng. Chính ra cái thời tiết tầm như này ấy, là cái mùa cực kỳ thích hợp để một là săn hoàng hôn, hai là săn mây. Cái tầm này mình thấy các bạn đi hay đi tà xùa ấy, ấp ảnh hoàng hôn với cả mây, biển mây rất là đẹp. Nhân đây thì mình cũng nói thêm một chút về cái chiếc XR của mình ấy. Thì nếu mà so với các xe 150 của Vân Cúc thì nó thật sự là chiếc xe này yếu hơn rất nhiều. Nó yếu hơn kể thậm chí là so với cả X125 Winner FZ hay là VFR, nó yếu hơn. Nếu như hôm nay mình đi hai người nhá, thì chạy đường trường, cái đoạn mà cao tốc Hà Nội Hòa Bình ấy, thì thực sự cái tốc độ tối đa của mình chạy nó chỉ loanh quanh được tầm 90 thôi. Mà bảo kéo lên 100 thì vẫn được, nhưng mà nó sẽ hơi gọi là hơi ép cái máy, nó sẽ hơi đuối và cái tốc độ nó không lên nhanh được. Nhưng bù lại những cái đoạn đường cua ấy, những đoạn đường mà cua nhiều và đấy, và những đoạn đường nó hơi xấu một chút thì XR nó sẽ có lợi thế hơn những xe kia. Thứ nhất là nó lợi thế về cái cuộc, cái thứ hai là cái độ lanh của xe ấy. Mình vào cua các kiểu và nó rất là dễ và nó rất là thích. Và cộng thêm một điều nữa là cái lốp xe của mình đang đi ấy, mà cái lốp mình được tặng ấy, thì nó cho được bám đường cực kỳ tốt. Thực sự là mình rất là ưng cái lốp này vì nó rất là phù hợp với nhu cầu của mình và nó cho mình cảm giác lái rất là tự tin. Chiếc XR này như mình chạy thì tất nhiên là nói riêng với dòng cào cào và những cái dòng ADV ấy, thì cái tư thế vào cua nó sẽ khác với cả chiếc Nex và Sport. Thế nhưng mà đối với mình, bản thân mình quen chạy chiếc XR rồi ấy, thì cái việc vào cua những con đường như đường đẹp mà thêm cái lốp này nữa thì mình vào cua thật sự là rất là phê. Thế mà mình hoàn toàn có thể mình đu theo chiếc Đúc 390. Đấy, nên là một chiếc xe mà nói chung là các bạn lựa chọn thì có thể cân nhắc. Đấy, nó bao gồm là nó rất là nhiều cái. Chứ còn nói về mà chọn xe mà bảo là XR so với các xe khác thì nó thật là rất là sức mạnh nó thua. Cái thứ hai là cả cái độ đẹp của nó chắc chắn là không bằng luôn, mình nói thật. Đấy thì các bạn mà có ý định mà chọn XR thì cứ cân nhắc nhá. Đập thủy điện Hòa Bình. Đấy, thì bây giờ là bọn mình dừng nghỉ uống nước ở đập thủy điện Hòa Bình, ở một quán cà phê view thẳng ra sông. Thì đây này, cái chỗ hướng tay của mình chỉ này. Đấy, thì đây là phía đập Hòa Bình đấy. Thì bây giờ đập thủy điện nó đang xây, đang nổ mìn nên là không cho chạy không cho chạy vào đập nữa. Nên là mình cứ tưởng là sẽ được thêm được một đoạn video chạy xuyên qua đập nhưng mà không có. Thế nên là thôi, thì có lẽ là video của mình cũng kết thúc ở đây thôi. Cái khoảnh khắc đắt giá nhất trong ngày hôm nay đó chính là những pha gọi là bằng chó của anh em khi mà đi off-road. Đấy thì chốt lại thì cái buổi hôm nay nó là buổi big off của anh em ADVS Hà Nội. Còn từ giờ đến cuối năm mà có off lần 2, lần 3 nữa không thì mình không biết. Nhưng mà hôm nay thế là đủ rồi. Buổi sau thì chắc là tùy anh em tham gia thôi. Thì có lẽ video của mình cũng kết thúc ở đây nhá. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.